Câu chuyện Sự Tích Thành Cổ Loa, dân tộc Kinh. Khi đã chiếm được đất Văn Lang, An Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê. Khu đất chọn để đắp thành là một quả đồi đất rắn như đá. Đám đông người hì hục đào đất, khuân đất hết ngày nọ sang ngày kia. Tòa thành cao dần. An Dương Vương cùng bọn tướng tá đến xem xét, rất lấy làm hể hả, cho là một tòa thành có thể đứng vững muôn đời, sấm sét không lay chuyển, mưa bão không thể làm sạt được và quân giặc cũng không thể phá nổi. Nhưng một đêm, cả bức tường thành quanh co đều sập xuống đất như bằng. An Dương Vương đến xem rất lấy làm tức giận, hỏi nhân dân ở gần. Họ nói, ban đêm họ nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập ở khắp các ngả kéo đến. Những tiếng xì xào có thể là ma quỷ, người đâu mà lại đông đến thế. Họ sợ quá nên không dám hé phên nhìn ra. Rồi họ lại nghe thấy những tiếng huỳnh huỵch, tiếp đến là những tiếng đổ ầm ầm như sấm vậy. An Dương Vương sai các tướng đốc thúc đắp lại thành cho kỳ được. Đám người hăng hái đắp lại không ngừng. Tường thành mỗi ngày một cao dần và lại cao như cũ. Nhưng rồi một đêm cả dãy tường thành lại sụp xuống đất như bằng. An Dương Vương sai người đi hỏi nhân dân ở gần đó, thì họ lại nói y như trước. Ban đêm họ cũng nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập như thiên binh vạn mã chạy qua, rồi lại những tiếng huỳnh huỵch, tiếp đến cả những tiếng ầm ầm như sấm động. An Dương Vương lại xem chỗ thành đổ, cầu trời phù hộ mình đắp cho xong tòa thành. Vua đi vòng quanh chân tường, vừa đi vừa suy nghĩ. Thốt nhiên, vua thấy một ông già râu tóc bạc phơ đi từ phía xa lại. Đến gần An Dương Vương, ông già tự xưng mình là thổ thần, nói với vua rằng: nhà vua đừng lo, sáng mai nhà vua ra đợi ở bờ sông, sẽ có sứ giả Thanh Giang đến giúp nhà vua đắp thành. Nói xong ông già biến mất. Hôm sau mới tờ mờ sáng, An Dương Vương đã ra tận bờ sông để đợi Giang sứ. Vừa bắt đầu tan sương thì có một con rùa vàng rất lớn nổi lên mặt sông từ phía đông, bơi vào bờ. Đến gần nhà vua thì rùa tự xưng mình là thần Kim Quy sứ giả của vua Thủy Tề. An Dương Vương sai đặt Giang sứ lên một chiếc mâm vàng và khiêng vào cung. Vua hỏi kế đắp thành, thần Kim Quy bảo rằng: ở núi Thất Diệu có một con gà trắng sống lâu năm thành tinh, có phép biến hóa khôn lường. Nó thường hãm hại khách qua đường và khách ngủ ở các quán trọ trong vùng này. Các vua thời trước cùng bọn nhạc công chết đi đều chôn ở núi Thất Diệu. Những u hồn ấy từ lâu đã không tan, lẩn quất vào trong khe đá, trong hang sâu. Những u hồn ấy có thù với nhà vua, nên đêm thanh vắng họp thành từng đàn, từng lũ đến xúi giục con gà tinh trắng phá thành đang xây của nhà vua. Con gà tinh trắng đã dẫn những u hồn ấy đến thành, dùng phép ma phá đổ tường thành, rồi gần sáng lại bay về núi. Con gà tinh trắng có tiền duyên với con gái lão chủ quán gần chân núi, nên hay hiện hình, làm khách bộ hành ghé vào nhà lão, khi thì nhập vào con gái lão, khi thì nhập vào con gà trắng của lão. Muốn đắp cho được thành, trước hết phải trừ cho tiệt giống yêu ma và giết đứa con gái cùng con gà trắng của lão chủ quán kia đi. Nghe lời thần mách bảo, vua sai mấy viên tướng đem quân vào trong rừng, rồi vua cải trang cùng thần Kim Quy giả làm khách bộ hành đến quán xin ngủ trọ. Chủ quán từ chối lấy cớ là trong núi có nhiều yêu quái hay làm hại khách đi đường. Nhưng An Dương Vương và thần Kim Quy nhất quyết xin ở, chủ quán phải chiều ý hai người. Đêm đêm An Dương Vương nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập ở ngoài. Những bước chân từ khắp các ngả đi lại rộn ràng. Rồi thốt nhiên có bàn tay đập rất mạnh vào cái phên nhà lão chủ quán. Tiếp đến tiếng gọi người con gái lão. Thần Kim Quy lên tiếng nạt nộ, tiếng ngoài im ngay, những tiếng bước chân cũng xa dần. Gần sáng lại có những tiếng bước chân rầm rập ở ngoài.
thần Kim Quy bảo An Dương Vương mở cửa phên ra gọi quân mai phục đuổi theo đám yêu tinh đang rút lui về Thất Diệu. Quân lính vừa đuổi theo vừa giương nỏ bắn. Cứ một loạt tên bay đi là lại nổi lên những tiếng ma quỷ kêu khóc rùng rợn. Tiếng rên rỉ khóc than mỗi lúc một thưa dần. Đến khi mặt trời mọc thì yêu khí tan. Quân lính của An Dương Vương đào được rất nhiều hài cốt và nhạc khí cổ trong các hang núi. Họ chất thành từng đống cao và đốt đi, cho than đổ xuống suối cho an hẳn người oan hồn. An Dương Vương và thầm Kim Quy trở về quán trọ, bảo chủ quán hiến cho mình con gà trắng để tạ trời đất. Gà vừa bị cắt tiết thì con gái chủ quán cũng lăn đùng ra chết. Giữa lúc ấy có một con chim từ trong nhà bay vụt ra. Thần Kim Quy biết đó là con yêu tinh đã tìm đường chạy trốn, liền tung phép giết chết. Yêu ma đã trừ xong, thần Kim Quy lại hiện nguyên hình là con rùa vàng rất lớn. Thần rút một cái móng của mình, trao cho An Dương Vương và dặn rằng: nhà vua giữ lấy móng chân này để làm lẫy nỏ, khi có giặc thì đem nỏ ra bắn, một phát có thể giết được hàng nghìn quân giặc. Nói xong thần biến mất. Nhờ có thần Kim Quy trừ hết yêu ma, An Dương Vương lại ra lệnh cho quân lính và nhân dân xây lại thành. Chẳng bao lâu tòa thành đắp xong, rộng tới ngàn trượng, vừa dày vừa cao, xoáy vòng như hình con ốc, nên gọi là Loa Thành.